Chào anh em à. Thế lòng chín đã không anh em? Cu nha. Nãy mình bắn mình không có quay. Chín đỏ lòng. Cái xuống này nó ăn thanh long nha. Nhiều lắm. Bắn cái nó bay hết trơn. Rồi sáng trời đẹp lắm nè, đi săn vòng chơi này. Thanh long ruột đỏ vậy nè, thanh long ruột đỏ nó quấn quấn lên gì nè, nó quýu lên cái gai đó, nó quýu lên rồi anh ăn thanh long ruột trắng đó. Nó thẳng băng à. Rồi thôi đi anh em ơi, đi một vòng chơi xíu về nha. Rồi anh em hóng thành quả nha, cúng mạng cò này rồi. Sao không một con cò đây 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 đây. Ủa con gì vậy, con cọ đâu phải? Đây có rồi, có rồi. Tới công chuyện rồi anh em ơi. Trời ơi trời ơi, chết mẹ rồi, đâu rồi? Xong một con cò. Trời ơi nó mệt. Ê người ta đang tưởng, người ta tưởng đâu là ông đang đi có tôi nữa mà. Nè. Dạ. Gì? Đây. Người ta tưởng đâu ông đang đi có tôi nữa. Nè có mà nè, giả nè anh em. Rồi thôi. Trời ơi nó bự. Trời ơi nó mập ba ơi, ba nó mập thấy nóng lạnh luôn ba. Rồi thôi tiếp tục anh em ơi. Nữa kìa, gớt gớt gớt, chết mẹ nó lũ nó rồi, làm sao ta, má hàng gạo kính mít nè. Ôi để mình vô kiếm coi anh em, ừ mất rồi anh em ơi, kiếm có, nó thấy nó sợ chúng đây mà kiếm có nè, nhả nhiều chuyện nè, đi bắn chim rồi nè, gọi cho nó nói chuyện trực tiếp luôn. Trời ơi tiếc ghê á, một cái nổ nó bốc luôn mà nó bay ra đây cái nó mất tiêu à. Thôi đi ra đi tiếp tục anh em ơi. Chết rồi. Anh em đây. Ôi, máu nè, đợi xíu nha. Ôi cỏ gà bự ghê á. Đây nè anh em nghe nè, mình liền xuống nè. Bật. Trời ơi ghê không, ghê không? Này còn bay mà lượm được, tiếc ghê anh em. Đang bay bắn trúng bịch vô đó thấy nó sượn ngang, nó gớt xuống mà vô kiếm không có, chắc nó còn tỉnh lũi sao mình đi vô không thấy nó bay lên nha. Rồi thôi tiếp tục anh em ơi.
Trúng rồi. Kìa cái giò đồng thầm của mình nè. Chết cọ này nữa anh em ơi. Bỏ xe luôn. Nè, nó thấy mình nó chạy. Trời ơi bự nè. Nó nằm nó bự nè. Trời ơi. Quá, chân gì khè luôn em ơi. Ôi máu. Rồi thôi tiếp tục anh em ơi. Ôi ôi tàu lông kìa. Dạ con bắn chim. Bắn hả? Dạ dạ. Rồi. Rồi tiếp tục anh em ơi. Trời ơi. Rồi rồi rồi. Phút qua không biết anh em thấy không nè. Mình chỉ thấy được cái cổ với cái đầu nữa. Đây. Máu mà. Đây, rồi anh em. Bít. Trời ơi. Thôi la chơi nha anh em. Nắng quá trời quá đất. Kỹ cổ cái gì. Kỹ cổ anh em ơi. Mình chỉ thấy được cái gừng cổ với cái đầu nữa hả. Mình không ra được nữa, ra được nó bay nó nhóm rồi. Mình bắn luôn. Anh em coi không thấy thông cảm nha. Rồi thôi tiếp tục anh em ơi. Cái này hết rồi mà anh em ơi. Trời ơi, nắng rồi nè. Khủng khiếp. Còn máu. Đây. Cua gạo nó nhanh nè. Thôi tiếp tục anh em ơi. Chết cọ này. Không bay thì chết thôi, biết sao bây giờ. Vậy mà nó còn bám hai giỏ là gần nè. Ê, tắm hả? Ừ.
Con này còn sống nè anh em. Nặng ghê. Thật cổ à. Thật cổ nó quán nó xỉu quá. Nhiều con vậy nè. Nhiều con vậy mình bắn mình đó mình tào lao. Mình đi vô tới. Nó tỉnh vậy. Nó bay mất tiêu. Bị hoài à. Vô lo tào lao cái nó tỉnh vậy cái nó bay cái hù rồi xong. Chuyện nó bị hoài nha nè. Kiểu như không có gãy cổ á. Nó bị tạt ngang á. Rồi thôi tiếp tục anh em ơi. Chết con. Thôi, hoa 10 giờ nha, qua 10 giờ rồi. Tàn hết rồi. Thôi, tỉnh chứ. Trời ơi, lặn nữa. Còn mà lặn nữa. Chết rồi. Nghỉ cổ. Cò nằm trên bông. Bây giờ nha, mà giờ này qua 10 giờ rồi, dữ lắm nắng rồi. Mình cũng đang chạy anh toàn về anh em ơi. Nắng không? Bắn hết được rồi, bắn tu rồi, bắn hết chúng rồi. Rồi thôi, về nha anh em. Tiếp tục thôi. Rồi, hello. Chào anh em, mình về rồi. Nay vô nè mà trúng rồi. Quá wow, trời luôn. Nè cho anh em coi thành quả nè. Đã không, đã không? 1 2 3 4 5 6 con cọ. 2 4 6 8 10 12 14 con rồi nè, 14 con cung, 6 con cò. Ở đây thì ngoài mấy thứ này ra chắc không có gì đâu. Tu hú cu xanh đâu không có đâu anh em. Lâu lâu gặp được con tu hú à, mà nó nhát lắm, khó bắn lắm nha. Hôm bữa mình bắn được con cu xanh đó, không biết cu xanh đâu có lạc, không qua bên đây. Mình bắn được con. Giờ cũng trễ anh em ơi, về chuẩn bị về nha. Tổng kết cho anh em coi xong chạy về luôn. Đây sát bên nhà. Rồi anh em thấy hay thì ủng hộ kênh của anh em mình nha. Rồi thôi, bye bye anh em. Về nha.